And I'm down on my knees again. Ủa bạn kia đang hay mà. Cười kiểu nhếch mép ấy chị. À quen ở trên TikTok, à Facebook. Má mình không, chứ mình ghét nhất là ai cười nhếch mép với mình. Anh tới số rồi. Ủa có gì đâu. Thì phải che tay chứ biết đâu hên xui. Có gì sao. Kiểu che tay thì gây sự tò mò ấy, hiểu không? Chị đang ở Sài Gòn em ạ. Chị đang bị Covid. Chị đang là F0. Sao anh Bin. Ủa sao con hôm nay mới bắt đầu chương trình sống ảo các thứ. Chắc mẹ em biết, mẹ em thấy em up story, mẹ em biết thử. Nào làm gì thế? Đang chờ đi tắm má. Từ tiện chân chỉnh ấy giờ ít phụ nữ như bạn lắm. Đây rồi, đấy là bạn không thấy thôi. Ước gì được gặp chị ở ngoài đời, không phải ước em. Em thích không? Chị đọc địa chỉ đó cho em nhá. Xong qua đây mình ôm nhau một cái mình. Em về cũng được, chị đang ép không nè. Cảm ơn Hiến. Chị ơi chị Covid. Ồ, chị đang bị Covid mà em. Ồ, thật mà. Chị đang cách ly tại khách sạn. Ồ, tại vì trong mình nó không giống cái người bị Covid.
trông như kiểu đang đi hưởng thụ hay là mọi người không có biết là mình bị Covid, nhưng mà thật ra là mình bị Covid. Ủa chứ chụp hình mấy tiếng trước và mấy tiếng trước đâu, em vừa mới set up xong được. Chị dính Covid rồi, chị đang là F0. Ôi chị... cần anh Bin đỡ chưa? Anh Bin đỡ chưa? Mình không thích bài này. Má chồng nó không có con rồi biết không biết nào luôn á. Anh cũng kiểu khỏe mạnh như đấy hả? Anh Ben cũng thế nha. Nami đang nằm hưởng tụ cái kìa, đang nằm trong bồn tắm ấy, vừa mới cho anh tinh dầu xả vào đấy, đang rất là bay bổng. Không có giống con người bị Covid tí nào hết trơn á. Mà chỉ biết là lên hai mạch thôi đúng không? Chỉ lấy băng dính dính áo lại đi cho đỡ phải lấy che. Không ai thử ra che, nó chỉ là một cái động tác để thử ra như là gây tò mò thôi. Chỉ có cái mẹ gì đâu mà che. Không thật đấy, đâu có gì che cả. Thì chị test rồi, chị test ra mà. Chị gái chị test bây giờ ra nữa mà. Của em. Tự nhiên chúng lẽ tự nhiên mình đi nhận mình là F0 mà. Anh vẫn ăn ngon, ngủ ngon bình thường đúng không? Em cũng thế, em ăn thấy rất là ngon. Em ngủ rất là ngon. Em cảm thấy ngủ dễ ngủ hơn kiểu. Mẹ buồn ngủ lắm luôn á. Nhắm mắt cái là ngủ luôn rồi. Hello anh Tiệp. Em gửi, tại sao anh lại mua hoa khô vậy? Mua hoa thả bồn tắm, người ta mua hoa tươi chứ. Nhưng mà không phải là cái mua cái bó hoa tươi mà đẹp như kia nha. Buồn cười quá à. Thế luôn á. Chết cười với hai ông. Ê, anh ơi em tăng hẳn 1 cân nha. Nhưng mà hôm nay em lại bị sút 2 lạng rồi. Có nghĩa là tăng được 1 cân xong đến bây giờ thì lại sút 2 lạng. Để thử đi cân lại xong. Cân lên 44 cân là sao má? Cân này ảo ma Canada rồi. Vâng, xong rồi anh Lazada đặt cho hoa thả bồn đó, xong rồi đặt hoa khô kìa. Má ơi cười xỉu luôn á. Keo đặt keo hoa tươi là cái hoa bình thường thôi. Xong rồi đặt một bó hoa đẹp làm gì, xong bây giờ đặt một đống hoa khô này cười xỉu. Em đến chết cười với hai người thôi á. Ủa đó ghi là hoa thả bồn mà. Nhưng mà cái vấn đề là cái hoa đấy giống như kiểu hoa để pha nước thôi ý. Cần đủ đấy ạ, chị không tin thôi. Ừ nó không phải là màu đỏ, nó phải là màu đỏ như hoa tươi kia kìa. Hoi hồng xe, cảm ơn hai người đàn ông nha. Cảm ơn, cảm ơn. Một cái chim, một cái chục. Thì thực ra thì em thả vào hồn vẫn thả cả hai loại mà. Xong rồi bên nè. Nhưng mọi người xem story của em rồi mà đúng không? Em có up story. Em không quay bên máy bên này. Chuyện. Không nhưng mà em chưa. Em chỉ up video này.
đó. Ồ. Anh nhớ em buồn cười quá. Xong tự nhiên đặt bó hoa đẹp quá về xong tiếc không dám bỏ bồn ạ. À. Cười xỉu. Hoa khô là nó là hoa tươi mà. Hello Vương. Ai được đặt bao giờ đâu biết. Hello Hình. Thôi hợp lý. Khan xa hơi cồng cành nhưng mà không sao. Má nhìn em giống mắc Covid không? Đúng rồi, tất nhiên rồi. Vì nó đẹp á. Nhưng mà công nhận là hoa rất là đẹp, bó rất là đẹp luôn. Đi tặng gái là auto đổ, nhưng mà rất tiếc. Hoa lại còn vừa đẹp vừa thơm nữa chứ. Rất tiếc là không phải là hoa đi tặng gái. Idol Huỳnh là ai vậy? Nhau mua cái bột đi em. Chị xong rồi mà. Chị không thiếu một cái gì luôn. Chị có tinh dầu xả nhá. Đang chờ ship máy xong này. Có máy đo oxy này. Có xả tươi, có gừng tươi, có chanh tươi, có mật ong, có chanh ngâm, có tinh dầu ở có dầu tràm để xông này, có xịt miệng, xịt mũi này, xịt khử trùng xung quanh này, thuốc covid này, rồi c thì cả tá này, 3-4 người mua lận, trời ơi kiểu mẹ nhà bán tạp hóa luôn rồi á, kiểu một nào là nước giặt này, nước xả vải này, xong rồi đường này, rồi dao, rồi rồi bông tẩy trang này. Sau rồi kiểu ba la nhiều lắm luôn. Em không thể tin được là tại sao nó có thể nhiều đồ như thế. Nên là mọi người không phải lo cho em là em thiếu đồ gì nữa đâu, mà mọi người phải hỏi là mày có thiếu tiền hay không thôi. Rồi chỉ thiếu tiền thôi. Đó. Nhưng mà xinh các bạn. Rồi chỉ thiếu tiền thôi, không có thiếu gì hết. Thật sự là trong tủ thì vẫn còn cam này, còn táo này, còn sữa này, còn nem chua này, còn bia nha, trong tủ lại có bia luôn nha. Cặp nhiệt độ á. Tương ớt à? Ừ đấy. Thiếu mỗi tương ớt thôi. À có thiếu tương ớt nha. Chưa, em đang cách ly ở trong Sài Gòn mà. Em F0 rồi. Xinh không? Ê đâu ra vậy? Cứ xả nó lên à. Là bạn học của Liên à, học trong lớp 12 hả? Chỉ có thừa thôi chứ không thiếu gì đâu. Không, chỉ thiếu tiền, em mạng nghèo lắm. Mua bia là đây là bia được ship nha, xong rồi nước lọc thì cả tá luôn này này, cho cả cái bình xịt khử trùng to hoành như này nhá, xong rồi còn có cả xịt khử phòng luôn, xịt khử mùi trong phòng này, xong rồi xe này mua đúng kiểu mẹ, đúng kiểu chắc là mấy tháng cách ly ở đây luôn ấy. Mua cả thiếu chai tương ớt nữa thôi, thiếu nến thơm nữa. Nếu mà có mua nến thơm thì mua luôn cho em mấy chai để bỏ bồn tắm cho nó tạo bọt nhá. Cảm ơn. Xe xì ạ. Không, em đang live bên Facebook nhưng mà mọi người các bạn Facebook mà. Cô Tuyết ở đây hiện tại đang ở Sài Gòn. Chị nghèo mà, chị nghèo rất không tơi. Ôi đúng má cười xỉu luôn á. Xong rồi sáng ăn phở, giữa buổi uống trà sữa, xong ăn cháo ếch. Còn bữa tối nữa thôi, bữa tối chưa ai lo nha. Alo, em còn thiếu bữa tối, thêm bữa phụ nữa. Sủi cảo, Nami bảo là sủi cảo. Đó, cái gì nữa Nami, đọc nốt đi chào chị. Bánh cuốn sò điệp. Bánh cuốn sò điệp, tiếp. Em chưa ăn, có ai giàu mà bảo mình giàu đâu. Nhưng mà chị nghèo thật mà. Cách ly mà khác gì đi nhìn đâu. Ê nhưng mà bảo bây giờ mà cái bộ dạng này mà đang đi cách ly thì chắc không ai tin luôn á. Bao giờ chị khỏi Covid thì chị về. Chị đang bị Covid mà. Mẹ đúng cười luôn á.
bảo sao mẹ người nhà em không ai thèm hỏi em một câu nào nha, không ai hỏi luôn á, kiểu không bận tâm đấy là mày bị covid hay như nào luôn. Ăn sủi cảo à, anh đặt nhé, ok ạ. À. Ăn sủi ở tối nay Nam mình cũng bảo là sẽ đặt sủi cảo á, anh đặt sủi cảo cũng được. Jessie ạ. Em nhưng mà có tương ớt, có thể xếp trong một chai tương ớt được không anh? À, chân gà tứ xuyên với cả đậu hũ tứ xuyên. Ai đi cách đi kiểu này trời, ủa em má, nhưng mà công nhận là cách đi như này hơi đau ví. Ok, chốt đơn. Anh Bin bảo là để anh Bin đặt cho. Má ơi, ở cái khách sạn này cách ly có mỗi mấy triệu một ngày chứ đâu có nhiều đâu. Em online tưởng chị đi nghỉ dưỡng đâu, cầu hóa ra đi cách ly. Má đúng cười luôn đó. À lên vào kiểu mình bảo mình đi cách ly mà không ai tin luôn đó trời. Sao tiếng Trung hot vậy? Sao có? Sao có em? Chân gà tứ xuyên là cái mỡ gì? Chân gà tứ xuyên... Em chị có phải là cái chân gà giống hôm trước mình ăn ở kia không? Ờ, nó là cái đồ ăn trong kiểu những cái quán gym xăm ấy anh. Có sự cảo nhân khác không? Em biết là nhân tôm ngon nhất nhưng mà em bị dị ứng tôm. Anh có thể đặt cho em một sự... Hôm trước em ăn không bị nhưng mà ông anh của em đang bị dị ứng nên là thôi em sẽ kiêng rồi. Chân gà và tứ xuyên đấy, món đấy là món chung. Nó bán ở trong cái quán bán những cái đồ gym xăm các thứ ấy. Ôi, được, có ông anh đáng tiền đấy chị Nami ạ. Ờ, với lại cả dẫn em uống vào đây, vứt em uống cho em trông thì phải thế chứ sao nữa. À, chân gà tứ xuyên em món. Ôi dồi ôi, cái gì cơ hình. Ma đúng cười luôn á, Đạt ơi, thề luôn. Kiểu đúng là nói đi cách ly không ai tin. Ăn kiểu, à không được. Kim Sa mới ngọt chứ nhở. Alo. Dạ. Có mệt lắm, ui, kiểu đau họng xong khó thở ấy. Ui, kiểu trầm cảm quá. Nè he, đừng có mà nói thế hả. Sao, định hỏi gì đây? Có, em mệt mà. Nhưng mà nếu mà không được ship gì thì còn mệt hơn á. Tự nhiên đau đầu. Đau đầu quá. Ủa mắc gì phải trả ship vậy? Mẹ, ship là tự nguyện nha. Ủa, chiều được khúc nào? Thề luôn á. Này, thôi, chiều được khúc nào? Chiều ai cơ? Ê, anh định qua đấy à? Anh chiều ai chiều cơ? Hả? Ờ, thế thôi, tại vì qua làm gì? Ờ, đi lấy đồ đi. Thì về đi, em đang live stream. Em phải live stream cái đã, xong rồi em nói chuyện với anh sau. Nha. Ok, được luôn. Đùa ấy. Đùa. Nha. Đi về cẩn thận, bye bye. Ôi mệt quá, tao mệt. Không, anh Hoàng mà. Anh Hoàng vừa gọi. Tưởng gọi hỏi ăn gì cơ. Nhưng mà chị hỏi là ủa đang làm gì, có thấy mệt hay không thôi. Giọng chị chiến về. Ừ, giọng chị bị covid xong nó còn chiến hơn á. Ê, anh hồi nãy anh Nho nghe là biết ai gọi hả? Anh có nhận nghe được điện thoại không? Chưa thấy quả F0 nào như nào này luôn. Ờ. Mọi người đang comment nó, em cũng không biết mọi người là ai. Nhưng mà thật sự luôn là mình cũng chắc là lý do đấy nên là kiểu cũng chả ai lo cho mình ấy. Dạo này thấy lươn chúa ghê nha, lươn gì cơ? Ông Hoàng đây muốn tìm người sợ tâm sự hay sao? Hồi, mình chịu thôi, mình không có nhu cầu tìm người tâm sự. Mẹ cứ bắt phải kiểu các thứ. Mà bắt ai đừng bắt em. Tìm nhầm người rồi. Trời ơi.
Em là mình đâu có lươn gì đâu ta, mình thấy mình khá là thật thà. Anh Bin còn xem like không? Alo, Lazada ship cho trai tương ớt xem nào. Này mới ngồi tâm sự với anh Hoàng hả? Xong anh Hoàng cũng kêu là kiểu mẹ tao thì xin hết lòng nhưng mà tao nhận lại không được gì không. Ok, hẳn là ngày đêm tao rất lo cho chị đây. Cảm ơn nha, ôi xúc động quá. Xúc động chảy nước mũi luôn á. Chờ tí ship cho, ok Lazada. Hẳn là có tương ớt luôn. Lazada. Ê thề luôn là thực ra ấy, nếu mà ừ, có khi vậy á. Anh Nho, ai nghĩ ra đó. Đặt tên Lazada xong lên Shopee ship thì có dễ có không nhỉ? Có. Nhưng mà thực sự luôn là cái Lazada thì em thấy khó dùng quá à. Thế á? Em nhìn là màu nó. Ừ, nhạt tẹt đúng không? Nó kiểu phẩm màu á. Bị lừa rồi. Kiểu màu đang màu hồng, bây giờ biến thành màu này. Màu trắng luôn. Ủa? Smile hả? Smile là hồng sơn hả? À, ok. Chị biết rồi. Này em sẽ cho chị một thùng nữa. Thôi, chỉ cần một chai thôi, có mấy cái nem mà. Với cả là chỉ có bia rồi, nhưng mà cái lon anh ơi, em không biết là anh like hay là ai ship mà ship cho một cái lon bia nó to như này này anh. Nó to hẳn như này nha, nó đúng to như này luôn mà chỉ có một lon thôi, trong khi ở đây có hai con người. Ừ, chả hiểu mẹ ship cho lon bia to vãi chưởng. Xong lại ship những một lon cơ. Khéo thật sự ấy. Nhưng mà còn nhặt mấy cái kiểu linh tinh xả xiết các thứ được mấy gói đó, cười xỉu. Má đúng như một cái tiệm tạp hóa kiểu thu nhỏ ấy. Có dầu xả, dầu các kiểu mấy gói này. Xong rồi có người thì mua cả chai to đục. Nhờ mà xin có tâm theo để tăng tình cảm chị em. Sau này hai đứa uống chung một lon à? Kiểu ý vậy á. Em cho cộng tương ớt cộng bằng combo hủy diệt. Trời ơi, nhưng mà thực sự là may mà chị ăn chị còn cảm thấy ngon, chứ không chắc kiểu mẹ toang kinh khủng luôn ấy. Mà cũng may là chị cũng không bị triệu chứng á. Cái lúc mà chị nói chị bị covid, tự nhiên ông ấy kiểu tự nhiên mắc kiểu có biểu hiện ấy. Xong rồi ông ấy đang ốm, đang sốt, đang ho. Còn chị thì chỉ bị kiểu đôi khi mình nói nhiều quá, mình ho một tí thôi. Với cả là hơi kiểu tức một chút xíu. Thi thoảng thì hơi đau đầu. Nào không sao, ở trong mức chịu được. Chịu đến mức là kiểu lăn đùng ra đấy, xong rồi kiểu không ăn không uống được. Ông anh chơi hơi bị thân với em luôn nha. Mà kiểu ông anh em hôm đấy ông ấy bị đánh thì ông ấy cũng không nói gì với em, ông ấy tắt hết mạng các thứ, xong rồi em cũng nhắn tin nhưng mà không có được, xong rồi em mới mơ là ông ấy bị anh bị đánh, bị chảy máu miệng, rồi ông ấy còn khóc ấy, thì đúng y như rằng là ông ấy bị chảy máu miệng mà ông ấy khóc. Ai đánh? Anh trai ruột đánh. Ông anh trai ruột cướp hết tài sản của ông ấy mà. Nghe ông cái bệnh nặng hơn em. Nghe có nghĩa là ông ấy không bị gì, ông ấy đã từng bị covid rồi. Xong rồi kiểu ông ấy từ lúc mà em bắt đầu thông báo là anh ơi em bị F0 rồi là bắt đầu ông ấy bị ho và ông ấy bị sốt, ông ấy còn bị nổi mẩn, mà đúng kiểu combo là ngày trước em còn ăn tôm nhá, xong rồi còn em bị F0, xong ông ấy lãnh đủ cả luôn. Và tự nhiên đúng kiểu chưa bao giờ bị như thế luôn ấy, tại vì cái đợt mà ông ấy bị F0 ông cũng không bị như thế. Má ơi đúng cười luôn á, không hiểu luôn. Còn em thì vẫn đang ngồi đây và vẫn đang ngồi bóc phét được. Cố lên chị đẹp. Chị cũng đang cố đây. Vất vả lắm em ạ, ngày nào cũng phải ăn. Cũng thấy khá là áp lực. Vì cứ phải tí một lại phải đợi em một chút em ra mở cửa. Không, em cảm thấy khá là vất vả ấy. Thật sự em cũng đang phải cố gắng để vượt qua cái quãng thời gian này. Vì cứ khoảng tầm mười mấy phút, 30 phút hay một tiếng em lại phải ra nhận mở cửa đó shipper một lần. Đó, nên em cảm thấy khá là mệt mỏi.
mệt mỏi trong việc lấy đồ. Mà nhà đúng có hai đứa thôi mà rác rác đúng là kiểu mẹ chất từ cửa đi vào giường luôn quá. Mẹ nhưng mà nhiều vãi trưởng luôn đấy. Đi nhận đồ ship cũng vất vả ghê, vất vả lắm chứ. Kiểu phải đi ra cửa ấy. Tại vì thường thì ai book ship cũng sẽ book lên tận phòng, hoặc là người ta ship qua thì người ta cũng sẽ mang lên tận cửa phòng, hoặc là lễ tân sẽ là người mang lên. Thì mình phải ra mở cửa nó mệt lắm. Kiểu mỗi lần đang ngồi livestream ở ghế xong lại phải chạy ra mở cửa. Mệt, hơi mệt. Em nghĩ là nên để cái thẻ phòng ở ngoài, xong mọi người sẽ tự mang vào luôn. Smile ơi, không có gì, không có gì, đừng hỏi nữa nha. Hẳn là em thôi, chị có vẻ cũng thương mấy, mấy người super luôn. Anh nhỏ, anh nhỏ ăn chưa? Cần em xích đồ ăn cho không? Ui, báo thức uống thuốc, nhưng mà nghỉ thuốc rồi. Tầm này uống thuốc tha nhiều quá. Báo thức em kêu, em đặt báo thức để uống thuốc đúng giờ. Nghe bài này má sao nó đắng miệng ghê luôn á. Không phải, không phải bạn này. Bạn gì nhỉ? Thế nó bắt đầu thấy khó thở rồi đó. Đây bạn này chứ. Có lâu lắm không được gặp mặt shipper rồi. Ủa chắc là lâu nay tự nấu cơm hả? Lazada không có cái dịch vụ liên kết với ship đồ ăn đúng không? Làm gì có đâu. Sủi cảo sò điệp, sủi cảo tôm và xá xí mình à, xá xíu mình bao xá xíu đúng không? Chân gà tứ xuyên. Ông anh nữa, du thuyền đê. Ủa mà lúc cười luôn, anh nào rồi nha. Hello Thắng. Ok anh, cảm ơn anh. Anh đặt ship tận giường á. Đừng bắt đi xuống lấy nhá. Không đi xuống lấy được. Có em ở trong Zoom thì chắc chắn là em đã là F1 thôi. Không, em đang live Facebook mà. Đi du thuyền là đi du lịch á. Thank you.
hại đến chân. Má tại sao từ ngày bị Covid mình bị cười tươi hơn đấy mọi người. Là gà nó sót màu nâu nâu ấy anh ạ. Nó sót màu nâu nâu á. Là kiểu sót theo kiểu Trung Quốc ấy, kiểu má khó tả vậy ta. Kiểu mấy chân gà nhưng mà nó ngâm màu nâu nâu ấy. Chơi thân với ông anh quá xong bây giờ bị ghen à. Thật ra anh chẳng biết anh nghĩ sự ok. Chỉ có kiểu là em nói chuyện với ông anh khác đi, xong rồi chị tưởng là em nói chuyện với anh khi anh người yêu của chị, thì có nghĩa là em chơi một nhóm ba người cơ, là có anh Lu, anh Long và anh Thành nữa. Thì em nói chuyện với anh Thành nhưng mà em up cái tin nhắn lên là em che đi ấy. Thì chị nghĩ là em nói chuyện với anh Long và người yêu của chị, đó là chị ghen. Nhưng mà thực ra thì anh em toàn quen biết nhau tính toàn từ 6 năm hết rồi. Nên là kiểu không thể yêu được luôn ấy, yêu được gì đâu. Mà yêu, em yêu lâu rồi không hứng thú việc yêu đương, mệt quá. Nhưng mà không có chuyện gì hết, cũng chả kiểu đong đưa gần gũi hay là gì hết. Thì đúng kiểu anh em chơi rất là lành mạnh luôn ấy, mệt ghê luôn. Xong rồi kiểu ông ấy bây giờ đang đi chân lạnh toát. Hello chị ơi, em chị có xem like không? Thôi mẹ, em đã nói rồi, nếu mà yêu nhau là đã yêu từ N nhiều năm trước rồi, không phải đến bây giờ nữa. Mà tính của em như con trai ấy, em chơi em cũng rất là ga lăng lắm, kiểu đi ăn hay uống các thứ hay gì đấy thì em vẫn mời mọi người. Chứ với cả kiểu chung là tính của em là dạng như kiểu có đi có lại các thứ ấy, chứ cũng không phải kiểu là dạng như là mình nhận sự quan tâm từ các anh đâu. Em cũng không thích thì làm, em cũng không thích làm mấy kiểu em gái mây mưa theo kiểu dạng như là vớ va vẩn ấy. Thôi, nhưng mà có yêu thì mới có ghen, biết sao giờ. Mẹ đúng cửa thôi đó. Nhờ cái bộ ảnh mới của em. Bao giờ nó mới xong để được up.
video này, tự share lên story luôn ạ. À. Sợ quá. Ồ, thôi, được ship. Em treo á. Ship gì? Ship một chai thôi chứ mấy chai tôi hết. Gì vô? Không ship vậy đâu, nó bị kiểu lãng phí quá. Treo đấy. Tao rồi biết kiểu tiện thì nhờ shipper chạy qua đối diện mua luôn nè. Kiểu vậy. Má nó không nhận yêu tô. Ồ anh hủy được mà, hủy luôn được. Hủy luôn được mà. Trời ơi, mọi người cứ làm như là má cười đúng cười luôn. I try so high your cards away my. Ta đang F0 má. Không. Quá nhiều người lên trên phòng nên em không biết ai với ai. Xong ông lễ tân bảo chứ chị ơi, có cái anh ấy làm rơi cái thẻ ấy. Thì chị bảo anh ấy là em không thấy nha, bảo ủa anh nào. Xong kiểu cái anh béo ấy. Thì đúng chỉ có mỗi anh Hoàng béo. Không, nhưng mà là anh Hoàng nha. Thế á? Đi mua đồ gâu rách vô nắp thật đó. Ủa? Là sao? Anh ấy treo thôi à? Treo ai thật nhở? Kiểu cho trùng với cái tên à thôi chứ gì. Má anh Hoàng mua đồ gâu rách mặc đấy chị. Mua thật mà. Sao? Là đặt xong hết rồi đúng không? Là tìm được đồ rồi đúng không hả anh Bin? Tính mặc lên treo hai đứa mà xong rén sợ bị chửi nên không mặc nữa. Ê thề đúng cười luôn nha. Thế đó là 1001 câu chuyện đi cách ly em, mẹ em cười xỉu luôn á. Thế đúng cười luôn á. Ăn chưa hết thì nhé, tất nhiên rồi. Mà được các anh tôi thì phải ăn nhiệt tình chứ. Mình được đặt đồ ăn rồi nha. Okay. Airdrop ảnh cho em với. Sau ngồi than với em bỏ ra 300k mua cái áo ạ, để chịu. Ê,
nhưng mà em chắc chắn luôn anh Hoàng kiểu gì cũng sẽ kiểu, nếu mà đã như thế kiểu gì nhắc đến em trong cuộc trò chuyện, trong khi kiểu em kiểu hơi phú ấy. Mẹ đúng cười hôm gọi điện họ không hiểu luôn kiểu thôi không yêu đâu, cưới đi. Ôi sao má, lúc đấy còn chưa quen thì biết gì nha, mới vào dùng thôi nha, chỉ hỏi là em có thích lấy về fan không, bảo là thôi lấy về fan cái gì, xong rồi kiểu anh chờ anh không bác anh lấy về fan, xong rồi kiểu xong mình kiểu sao má, xong bảo thôi thôi mà thôi bây giờ anh không có bỏ tiền vào app nữa, bây giờ cứ yêu nhau đi, cưới nhau, à không phải cứ cưới nhau đi, bây giờ bỏ qua giai đoạn yêu, xe cộ nhà cửa gì là đứng tên của em hết. Má đúng cười luôn. Hả? Mà đúng cười luôn á. Anh bảo giờ nhìn nào. Thề luôn em không thể đỡ được cái em kiểu hơi bị sợ. Nên em không dám treo luôn, bình thường thì thi thoảng em sẽ treo chẳng hạn cho vui. Nhưng mà em không dám treo luôn ấy, sợ. Không, treo cái gì nó thật thì sao? Kiểu hiểu nhầm ấy. Ơ không, cái dây à hiểu em tưởng là nó đúng cười luôn, cười xỉu. Em thôi em không có treo gì hết. Em cứ hơi kiểu khó gần một tí cho sau lại khó ăn khó nói, không lại bảo là ủa sao lúc đấy em không như này đi. Em còn làm anh ảo tưởng thì hơi mệt. Cô giờ Hoàng là Hoàng nhờ cô đáng thấy không? Đúng rồi, ở trên cái Nemo này có anh nào Only đâu, chắc may ra có anh Min nhờ. Anh Min nhờ. Không, nay Nabi ngày mai Yumi hơi mệt. Chế rồi mà. Bây giờ ở đây Only thì có anh nhỏ. Không. Tại vì em nói chuyện á, em thấy kiểu hơi nó hơi kiểu dạng như khó nói chuyện để trêu á. Má sao rồi kiểu cứ gắt khủng khủng á, sợ lắm. Nhỏ anh Hoàng có đang xem live không? Tại vì livestream là nơi công khai mà. Mình không nói xấu nha, mình nói công khai đó. Sao đấy? Sao gì đâu, ở đâu biết gì đâu. Tại vì em không hiểu tính của anh ý nên là em chỉ cảm thấy như nào thì em kiểu làm thế thôi. Còn em cũng chẳng nghĩ là ảo tưởng hay gì hết, chỉ là mình không thích gây sự hiểu nhầm. Giờ đã tỏ tình ai đâu mà Only. Ủa mọi người, em cũng đang trêu mọi người thôi mà, tìm mọi người căng thế. Tình hình là anh nhau đã đặt được á, và vài hôm nữa nó mới ship tới. Vài hôm nữa? Ừ, mà đặt mấy chai luôn hay sao ấy, em chẳng biết nữa. Cười xỉu. Ủa, anh ấy đặt treo thôi. Nhưng mà ai ngờ nó ship thật kìa. Alo Huy. Mà đúng cười luôn á. Như một trò đùa vậy đó. Kiểu sau đấy em sẽ chỉ gom đồ đi bán được ấy nhở. Ê, mọi người còn muốn ship gì nữa không, ship nốt đi nào. Hình như cảm thấy chưa đủ. Tiệm tạp hóa như này hơi thiếu đồ nha. Nhờ vừa hay là không ai ship mì gói cho. Lazada vậy hỏng rồi. Công nhận nhưng mà làm ăn lâu quá. Lúc đánh nem chua hỏng rồi dùng tương ớt làm gì đâu. Ê, nem chua kể ra đã mang vào Sài Gòn được 3 ngày và Nami mang ra cũng phải 3 ngày rồi á. Hỏng rồi. Nem chua như này là hỏng rồi. Thôi. Ship ra Hà Nội. Ship anh ra Hà Nội với nhau. Ủa Lazada kìa. Ship hộ anh Bin ra Hà Nội với anh nhau hộ em với.
Chết mẹ. Cười xíu. Chị về Sài Gòn rồi, chị đang cách ly ở Sài Gòn. Chị F0 em ạ. À. Em ạ, à, bị đứng hình rồi. Đúng rồi. Nên chua của anh hỏng rồi, chắc ai đó cũng hỏng rồi. Ồ, chỗ đó cũng hỏng rồi. Hà Nội bây giờ đang mưa và lạnh à? Cười ẻ. À. Ê. Chị bị F0 trước khi đi Vũng Tàu á. Ủa? Nó cái gì nhỉ? Hà Nội bây giờ đang lạnh với mưa. Trời ơi, chị gái, chị đòi ăn bánh khọt bằng được đây. Xong rồi chẳng đang trên đường đi mua bánh khọt cho bà ấy. Rồi test ra thì bà ấy F0. Thế là thôi, bánh trái gì nữa đi về. Đâu anh xinh. Đi về, xong rồi ở nhà. Ê, Sài Gòn có bánh khọt không nhỉ? Đúng rồi, đang lạnh với mưa. Sài Gòn không dành cho người cô đơn. Mình về Hà Nội thôi. Đó. Cô ba. Nhưng mà chị thấy mọi người bảo ăn có ngon đâu. Ăn bình thường mà. Mọi người bảo là ăn bình thường lắm. Không có gì ngon hết trơn. Sau không qua bánh khọt 14 cũng nổi với ngon này. Có 3 chỗ. Chị nghe là ở đấy có 3 chỗ thì mọi người bảo là không ngon đâu. Thực ra thì kiểu nó không ngon ý. Tại vì ở đấy không phải đặc sản là bánh khọt đâu, mà là bánh khọt là của vùng khác cơ. Sài Gòn đau lòng quá. Hay thôi ra Hà Nội đi anh. Mình có lý do ra Hà Nội mà. Đi. Nãy một người anh tôm đi 5 về 1 luôn ạ. Bánh khọt 14. Hồi đó em có đi làm. Làm sao là trước em ở Vũng Tàu hả? Miền Đông là ở đâu ta? Miền Đông là ở đâu anh? Lên xe ra Hà Nội đã. Và chuyển hộ em đến địa chỉ là bao nhiêu ngón, bao nhiêu Nguyễn Chí Thanh ấy nhỉ? Không, vận chuyển anh Bin cô. Bao nhiêu Nguyễn Chí Thanh ý? Em thấy mọi người bảo là không ngon. Ủa alo, chị tôi đang dối anh tôi hả? Má ơi, đúng cười luôn đó. Ê, em vừa lỡ đốt nhà người ta. Trong khi là pha hiểu nhầm đi vào lòng đất thôi. Cái tên nó vậy, 62 à, 62 Nguyễn Chí Thanh à? Ô, ô là trời, nhớ luôn mà. Nhớ luôn địa chỉ nhà ngoài Hà Nội. Em có fan cứng nè, ghê, sợ quá. Hay là mình có fan cứng luôn nè. Hải à, đúng không? Má, tại sao lại là hello chị? Trời ơi, mình già đến vậy cơ hả? Chị chua, với cả chị tối chị ít lái. Thôi bye bye mọi người, mình đi tắm đây. Bye bye, đi tắm nhá. Trời ơi, xinh xẻo chỉ để đi tắm thôi mà. Bye mọi người nha.